xin chào tất cả các bạn học sinh 2k7 yêu quý trên tay thầy thưởng đang là đề minh họa môn toán của bộ giáo dục và đào tạo cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sắp tới tức là phục vụ cho các bạn học sinh 2k7 như vậy để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 thì bộ giáo dục và đào tạo đã công bố nếu tính thời điểm mà các bạn thi là tận hơn một năm trời liền để phục vụ để giúp cho giáo viên và các bạn học sinh có định hướng dạy và học Đấy, hướng tới cái kỳ thi tốt nghiệp uh, trung học phổ thông năm 2025. thì khi cầm trên tay cái đề uh, minh họa này thì có thể có khá là nhiều bạn sẽ cảm thấy là hơi bất ngờ vào. trời ơi cái đề minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại sao lại ghi là uh, đề kiểm tra lớp 10? đấy thì các bạn chú ý nhé. thì bộ giáo dục và đào tạo có ghi rất rõ cái đề này là đề minh họa nhưng minh họa cho cái gì nhỉ? à minh họa cho cấu trúc và định dạng của cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. đó các bạn lưu ý nhé. đây là minh họa cho cấu trúc và định dạng của đề thi. À, thế nào gọi là minh họa cho cấu trúc và định dạng của đề thi? ấy tức là khi nhìn vào đề thi này thì các bạn có thể hình dung ra một cái cấu trúc đề nó sẽ gồm các phần như thế nào. đó đề thi thật cũng sẽ có các cấu trúc gần gần như thế này hoặc thậm chí là như thế này luôn. đó hay là à, định dạng các hình thức hỏi các loại câu hỏi Đấy, để giúp chúng ta hình dung ra cái cách thức hỏi trong cái quá trình mà à, chúng ta làm các cái đề thi gọi là đề thi à, tốt nghiệp. Chứ cái đề thi này không phải minh họa cho về cái mặt gọi là nội dung kiến thức hay là phạm vi kiến thức. Và đặc biệt bộ giáo dục và đào tạo cũng có giải thích thêm rằng là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 hiện tại thời điểm hiện tại thì đang triển khai tới cái chương trình lớp 11 thôi. Đó, vì vậy mà nội dung các câu hỏi ở đây đặc biệt là đối môn toán thì sử dụng các kiến thức cho chương trình lớp 10. Còn đối với cái đề thi thật năm 2025 thì uh, nội dung chắc chắn nó sẽ có sự gì thay đổi. Đấy và thường uh, trong những năm gần đây thì chủ yếu đối với một cái kỳ thi tốt nghiệp, đề thi tốt nghiệp thì chủ yếu là kiến thức trong chương trình lớp 12. Đấy vì vậy trong quá trình mà đọc cái đề thi này thì cái mà các bạn cần quan tâm đó là cấu trúc cái đề thi này và định dạng các loại câu hỏi trong đề thi này. Còn về phần nội dung chi tiết các câu hỏi ở đây thì có thể là chúng ta cũng chưa cần quan tâm nhiều lắm. Đấy các bạn chú ý nhé. đấy là điều đầu tiên mà thầy Thưởng cần nhấn mạnh các bạn trong quá trình mà các bạn đọc cái đề minh họa này. Đó. Vậy cái đề thi cái đề minh họa này sẽ giúp chúng ta có cái thông tin gì để giúp chúng ta định hướng trong quá trình học tập. Đấy hướng tới cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2025. Thì thầy Thưởng sẽ cung cấp cho các bạn một số các cái thông tin để các bạn có một số để chúng ta có một cái nhìn để so sánh cái sự khác biệt À, giữa các cái đề thi trước đây thậm chí đề thi năm 2024 với cái đề thi tốt nghiệp năm 2025 thì đối với môn toán ở đây thì các bạn lưu ý như sau này thì các đề thi uh, tốt nghiệp các năm trước và thậm chí năm 2024 thì đề thi uh, tốt nghiệp môn toán là thi theo hình thức trắc nghiệm với một đề thi chúng ta làm uh, trong 90 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm và cái hình thức câu hỏi trắc nghiệm ở đây đó là hình thức câu hỏi là uh, chọn À, chọn một đáp án trong bốn đáp án. Đấy chọn một đáp án đúng trong bốn đáp án. Thì đấy là các cái hình thức mà từ năm 2024 đấy trở về trước. Còn đối với cái đề minh họa này khi các bạn đọc vào các bạn thấy rằng là à cấu trúc của đề thi uh, tốt nghiệp trung học uh, phổ thông năm 2025 môn toán chúng ta gồm 3 phần các bạn lưu ý nhé, Đề chia ra làm 3 phần. Và tương ứng với mỗi phần này sẽ có một cái dạng thức câu hỏi trắc nghiệm khác nhau. Đấy như vậy là đề tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 môn toán thì hình thức câu hỏi cũng là trắc nghiệm nhưng chia làm 3 phần với 3 dạng thức khác nhau. Đấy dạng thức đầu tiên là dạng thức quen thuộc. Đấy thì cái dạng thức quen thuộc ở đây thì các bạn thấy rằng là vẫn là chúng ta có là hình thức à, trắc nghiệm à, nhiều lựa chọn. Đấy chúng ta có 4 đáp án và các bạn chọn một đáp án đúng. Đấy thì đấy là cái dạng thức à, mà chúng ta thấy rằng dạng thức rất là quen thuộc. Và cái sự khác biệt ở đây đối với đề tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đó là hai cái dạng thức trắc nghiệm tiếp theo. Đó là dạng thức thứ hai trong đề thi tức là phần thứ hai trong đề thi, đó là dạng thức gì đấy? À, chúng ta chọn đúng sai. Đấy, nhiều bạn thấy bảo ồ sướng quá. ấy trước kia trắc nghiệm bốn đáp án thì chúng ta chọn một thì nhiều khi xác suất chọn đúng là chỉ là 1/4 đúng không? Bây giờ đúng sai thì chỉ có đúng hoặc sai thôi, như vậy xác suất tăng lên tận 50%, sướng quá nhỉ? Đấy, liệu có sướng hay không? Tí nữa thầy thử phân tích nhá. À, tiếp đến cái dạng thức trắc nghiệm thứ ba là dạng thức trắc nghiệm nhưng mà lại là trả lời ngắn. Đấy, chúng ta sẽ ghi đáp số uh, của cái 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 câu hỏi đó. Đấy thì các bạn lưu ý. Như vậy ở đây cái sự thay đổi đấy, thầy nhấn mạnh đó là cái dạng thức câu hỏi trắc nghiệm bây giờ có tận 3 dạng thức câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, trắc nghiệm chúng ta có nhiều uh, lựa chọn đúng không? Chọn một đáp án trong bốn đáp án. Loại thứ hai là đúng sai và loại thứ ba đó là gì đấy? À chúng ta trả lời ngắn. Đấy, cũng uh, thấy là bắt động vất vả hơn rồi đúng không? Đấy đấy là cái điều thay đổi đầu tiên. Cái tiếp theo về các câu hỏi này đó là cái cách mà 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 cái đề à, tính điểm. Thì bình thường với cái các cái đề thi trước kia, đấy chúng ta thấy rằng 50 câu là chia đều. Dù dễ dù khó như thế nào đều chia đều hết. 50 câu thì chúng ta sẽ có mỗi câu là phải điểm. Nhưng ở đây với cái đề tốt nghiệp à, trung học phổ thông năm 2015 thì các bạn thấy rằng cái cách tính điểm ở đây nó sẽ có sự thay đổi. Đấy thì với cái câu trắc nghiệm mà nhiều đáp án à, có nhiều đáp án. Đấy thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có là một à, có bốn đáp án chọn một đấy thì chúng ta vẫn có là 0,25 điểm một câu đấy nhưng bắt đầu cái phần mà đúng sai thì nó có một sự khác biệt đó là trong cái phần mà trắc nghiệm đúng sai ở đây thì các bạn thấy với một câu thì lại có bốn cái phần mà chúng ta cần phải đưa ra cái quyết định đó là đúng hay sai thì ở đây chúng ta có thể là câu hỏi và câu lệnh Đấy trong cái đề này ở đây các bạn thấy là chúng ta có tất cả là 34 câu hỏi hay là câu lệnh đấy, Khi các bạn đọc số câu hỏi nó sẽ ít đi Nhưng thực ra ở đây cái phần trắc nghiệm đúng sai chúng ta có 4 câu hỏi Nhưng mỗi câu hỏi lại có 4 cái mệnh đề yêu cầu các bạn phải đưa ra phán quyết đó là đúng hay sai Như vậy nếu các bạn nhân lên thì chúng ta có tận tất cả là bao nhiêu đấy 16 cái mệnh đề chúng ta cần phải đưa ra à, cái quyết định là đúng hay sai Đấy thì các bạn chú ý Và cái cách thức tính điểm đây các bạn lưu ý này trong mỗi câu hỏi chúng ta có bốn cái mệnh đề chúng ta phải xem xem là mỗi mệnh đề đó là đúng hay sai thì bình thường thì các bạn thấy rằng là mỗi câu hỏi đó chúng ta sẽ có một điểm đúng không một điểm tối đa mỗi câu thì nhiều khi các bạn sẽ chia đều ra như vậy là mỗi câu chúng ta có 0,25 điểm đúng không nhỉ nhưng không phải vậy đâu trong một câu chúng ta có bốn mệnh đề khi các bạn đưa ra cái đáp án của mình nếu các bạn đúng được một ý trong bốn ý đó thì các bạn chỉ được có 0,1 điểm thôi đấy các bạn chỉ được có 0,1 điểm thôi nếu các bạn đúng hai trên bốn thì mới được có 0,25 nếu các bạn đúng 3 trên 4 thì mới được 0,5 Và nếu các bạn phải đúng cả 4 trên 4 thì mới được đủ một điểm Đấy thì các bạn lưu ý nhé Đấy thì đấy cũng là một cái khó trong cái quá trình mà chúng ta gì đấy Làm các câu này đấy, Như vậy là mặc dù là trắc nhận đúng sai Cái khả năng chúng ta thấy là chỉ có đúng hoặc sai thôi Nhưng mà cái số điểm mà chúng ta có được thì nó sẽ không đồng đều đâu Đấy các bạn hết sức lưu ý Bạn nào phải làm trọn vẹn cả bốn cái câu lệnh này Đúng cả bốn ý ở đây trong một câu mới được trọn vẹn một điểm Còn nếu mà sai một câu thôi là tự là giống như kiểu bị mất nửa điểm đấy Sai hai câu là mất 0,75 Sai 3 câu là mất 0,9 Đấy thì các bạn chú ý đấy, Chú ý chỗ này, được chưa? Thì đấy là về cái phần mà uh, trắc nghiệm đúng sai Còn đối với mấy cái câu mà trắc nghiệm mà Điền đáp án ấy Đấy thì các bạn chú ý Chúng ta uh, viết câu trả lời ngắn Thì mỗi câu này chúng ta có tận là 0,5 điểm Đấy có tận là 0,5 điểm cho mỗi câu Thì tất nhiên nếu mà chúng ta so sánh Về mặt số lượng các câu hỏi trong cái đề à, minh họa này với các cái đề thi trước đó tức từ năm 2024 trở về trước ta thấy là số lượng câu hỏi nó ít đi đúng không? Tưởng nó ít đi nhưng mà thực ra không ít tí nào cả. Đấy bởi vì với những cái câu mà à, trắc nghiệm trả lời ngắn thì đòi hỏi các bạn phải thực sự phải nắm rất chắc kiến thức. Đấy thực sự phải hiểu chứ không như trước. À, như trước thì sao đây? À có bốn đáp án nhiều khi không biết làm cứ chọn bừa, vớ vẩn là vẫn đúng đúng không nhỉ? Vớ vẩn vẫn có điểm. Nhưng ở đây nếu các bạn không biết làm thì khả năng mà có điểm thì cực kỳ thấp mà gần như là không có. Vì sao? Bởi vì đáp án ở đây nó có thể là bất kỳ một cái số nào đó mà các bạn viết ra một cái số nào đó mà có điểm thì khả năng đó là thấp lắm. Đấy thì các bạn chú ý chỗ này. Thì đấy là một cái điểm tiếp theo, đấy là sự khác biệt giữa cái đề tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 so với uh, các cái đề thi trước kia. Và cái quan trọng nữa là Đấy, cái ma trận đề ở đây khi các bạn đọc vào thì các bạn sẽ thấy một điều như sau. Đấy, cái ma trận đề là các câu hỏi có độ khó tăng lên ứng với từng phần của đề. Phần đầu tiên, phần đầu tiên thì đa phần là các câu ở mức gọi là nhận biết thôi đó là chúng ta sẽ đến với các câu hỏi đó là gì đấy có bốn đáp án và chúng ta sẽ chọn một đáp án đúng thì những cái câu hỏi này chủ yếu là phần nhận biết rồi đó còn bắt đầu độ khó tăng lên Đấy, các câu hỏi về mặt uh, thông hiểu thì sẽ chủ yếu là về mặt gì đấy các câu hỏi ở dưới dạng trắc nghiệm là đúng sai thì trong cái, uh, các câu đúng sai này chúng ta sẽ có các cái câu lệnh ở cái mức vận dụng và quan trọng nhất là những uh, câu hỏi ở uh, cái phần trắc nghiệm đó là phần trả lời ngắn ấy thì chủ yếu là các câu vận dụng Đấy, như vậy để các bạn thấy rằng là à như vậy để được đạt điểm cao thì chắc chắn là các bạn phải có kiến thức thật chứ nếu mà các bạn vẫn học theo kiểu mẹo mực đấy, học tủ ấy, thì khả năng tạch nó rất là cao đấy các bạn chú ý chỗ đấy và cũng có một cái thông tin cũng có thể là mừng cho các bạn đó là thì đây đúng là mục đích ở đây là cái đề thi này đề thi tốt nghiệp đấy, đánh giá cả cái quá trình của các bạn học và đặc biệt là mục đích là đánh giá cái kết quả của bạn sau khi các bạn học cái chương trình học phổ thông năm 2018 tức là hướng tới là đánh giá năng lực toán học của các bạn vì vậy nếu các bạn nhìn vào cái ma trận thì các bạn sẽ thấy đó là à, các cái tiêu chí đánh giá đây là chủ yếu là các cái năng lực chứ không phải là à, các cái nội dung kiến thức nào thì ví dụ như đánh giá về vector hay nào đó mà đánh giá cái năng lực của các bạn trong quá trình mà các bạn gì đấy à, các bạn học đấy thì các bạn lưu ý chỗ này nhé. À, thì đây chính là một vài những cái mà à, thầy thưởng chia sẻ với các bạn à, Khi mà các bạn cầm cái đề này trên tay Để có các bạn có một cái à, hình dung rõ hơn Về cái mà chúng ta sẽ chuẩn bị đối mặt với cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2015 à, Vẫn biết rằng từ giờ đến thời điểm đó tận hơn một năm nữa Nhưng mà nhanh lắm, thời gian trôi rất nhanh Nếu các bạn không tập trung, nếu các bạn học hành không nghiêm chỉnh Mà chúng ta có một lộ trình học tập à, một cách khoa học thì chắc chắn là đến thời điểm đó mà chúng ta học thì đảm bảo sẽ không kịp đâu Tất cả những để có thể làm được các cái đề à, thi như thế này Thì đòi hỏi các bạn phải có một nền tảng kiến thức vững chắc Rồi từ đó thì tùy thuộc vào công lực của mỗi người Mà chúng ta sẽ đạt được cái mức điểm số tương ứng Đấy thì các bạn lưu ý cho Đấy thì với đề thi tốt nghiệp đây thì theo cái cấu trúc ma trận ở đây Thì các bạn thấy rằng thì có một cái điều đáng, đáng mừng là khoảng 60-65% đề thi là Cũng là ở cái mức gọi là nhận biết thông hiểu Đấy khoảng 30-35% là ở mức gì đấy? Vận dụng nhưng tất nhiên là bộ giáo dục và đào tạo cũng có một cái thông báo rất rõ đó là à, trong quá trình mà thiết kế cái đề thi thật ấy, thì tỷ lệ câu hỏi ấy đấy, hoặc là cái độ khó của các câu hỏi này cũng có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế đấy, thì các bạn cần lưu ý chỗ đấy nhé.